Nhân dịp tháng công nhân 2024, chiều nay Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Lộc đã đến thăm tặng quà cho đoàn viên công nhân lao động trên địa bàn thành phố Bến Cát. Đoàn đã đến thăm trao tặng 100 phần quà trị giá 1.300.000 đồng một phần cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Cao su Phong Thái và công ty trách nhiệm hữu hạn Bright Creek Việt Nam thuộc địa bàn phường Tân Định, thành phố Bến Cát. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Lộc đã động viên, thăm hỏi đời sống việc làm anh chị em công nhân, mong muốn mọi người tiếp tục phấn đấu, nỗ lực thi đua lao động sản xuất cùng doanh nghiệp gặt hái thêm nhiều thành công mới. Lãnh đạo tỉnh khẳng định Bình Dương luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, quan tâm chăm lo đời sống việc làm người lao động bằng nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực. Tình hình lao động sản xuất ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung, thành phố Bến Cát nói riêng đang dần ổn định và phát triển. Hưởng ứng tháng công nhân năm nay, các doanh nghiệp và công đoàn cơ sở đã và đang phối hợp triển khai nhiều hoạt động vì đoàn viên công nhân lao động, tạo động lực để người lao động tiếp tục cống hiến, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Việc quan tâm đời sống của người lao động đó là một trong những yếu tố quan trọng nhất để tạo nên sự thành công và phát triển của công ty. Vì vậy, từ cái công ăn việc làm của người lao động, là công ty luôn luôn đảm bảo duy trì chế độ phúc lợi của người lao động, thì công ty cũng đặc biệt quan tâm. Công ty cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo, thăm hỏi những người lao động bị tai nạn lao động hay là tai nạn giao thông, hay gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thì công ty đều kịp thời thăm hỏi và chia sẻ khó khăn với người lao động. Công ty với lại tổ chức công đoàn cũng hỗ trợ thăm hỏi này kia, là động viên, rồi hỗ trợ cho mình những cái phần quà lúc khó khăn này kia. Rồi những đó là cũng như là cái động lực để cho tụi em tiếp tục ở lại làm việc tại công ty và gắn bó với công ty lâu dài hơn. Theo kế hoạch, trong tháng công nhân 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ thăm hỗ trợ hơn 1.500 phần quà cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.